Chào các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, lại là mình đây. Hôm qua thì mình đã cùng các bạn đánh giá về cái sản phẩm Redmi K30 Pro và phải nói rằng là cái điểm yếu chí mạng của em Redmi K30 Pro này đó chính là cái màn hình chỉ có tần số quét là 60Hz của nó. Tuy nhiên sau một đêm thì Xiaomi đã thay đổi lại cái quan điểm của mình khi ra một chiếc smartphone đó chính là chiếc K30 Ultra với một cấu hình cũng rất là tốt với con Dimensity 1000 Plus này. Và đặc biệt là cái điểm nhấn về phần màn hình khi nó sẽ được trang bị màn hình lên đến là 120Hz với một cái mức giá cực kỳ là rẻ các bạn ạ. Và trong hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn chúng ta tìm hiểu về con K30 Ultra này để xem đây là một chiếc smartphone như thế nào và cấu hình, hiệu năng của nó và trải nghiệm của nó sẽ ra sao nhé. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về những dòng sản phẩm đến từ nhà Xiaomi như kiểu là Redmi Note 8 Pro với phúc giá loanh quanh chỉ 4 triệu đồng thì có thể tham khảo ngay tại di động thông minh thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Ngoài ra những sản phẩm như là Redmi K30 phiên bản 5G cũng chỉ có mức giá loanh quanh tầm 5 triệu đồng mà thôi thì bạn có thể tham khảo ngay tại đường link phần mô tả video luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên thì với sản phẩm Redmi K30 Ultra và một cái sản phẩm nữa đó chính là Xiaomi Mi 10 Ultra thì vừa được Xiaomi cho ra mắt vào tối ngày hôm qua. Và với sản phẩm Redmi K30 Ultra là một cái sản phẩm nó rất là đáng để chúng ta chú ý khi với sản phẩm này nó vẫn là một thiết kế quen thuộc trên cái sản phẩm Redmi K30 Pro. Tuy nhiên nó được cải thiện rất là nhiều thứ. Đầu tiên thì mình sẽ nói về một chút về phần thiết kế đi. Thì tương tự như là Redmi K30 Pro mình đang có ở đây thì với sản phẩm Redmi K30 Ultra thì nó vẫn có cho mình một cái màn hình đó chính là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus đi kèm với tấm nền đó chính là AMOLED. Tuy nhiên AMOLED lần này là AMOLED ngon hơn so với sản phẩm Redmi K30 Pro khi nó sẽ được trang bị cho mình một cái màn hình AMOLED hỗ trợ tần số quét tối đa lên đến là 120Hz. Như vậy cái việc mà trải nghiệm game lâu dài của anh em cùng với những tác vụ dùng hàng ngày thì mình thấy là một cái màn hình 120Hz đang có trên cái sản phẩm Redmi K30 Ultra thì nó sẽ có những trải nghiệm ngon hơn, nhanh hơn và mượt hơn rất là nhiều so với phiên bản K30 Pro. Ngoài ra thì với sản phẩm Redmi K30 Ultra thì nó vẫn có những điểm về phần mặt sau, như là với sản phẩm Redmi K30 Ultra thì nó vẫn bê nguyên cái cụm camera của cái sản phẩm Redmi K30 Pro. Đó chính là chúng ta sẽ có cảm biến chính là 64 chấm này, chúng ta sẽ có camera góc rộng là 13 chấm, chúng ta sẽ có camera telephoto là 5 chấm và chúng ta sẽ có camera deep để đo độ sâu trường ảnh là 2 chấm. Thì cái này sẽ tương tự so với sản phẩm Redmi K30 Pro nhá. Một số điểm khác thì với chiếc máy này nó vẫn có cho mình cái camera thò thụt, và camera thò thụt thì cái chất lượng của nó và cái khả năng thao tác của nó thì cũng tương tự như là cái sản phẩm Redmi K30 Pro luôn. Nói chung thì đây gần như là một chiếc điện thoại bê nguyên thiết kế bên ngoài của cái sản phẩm Redmi K30 Pro và đổi tên nó cũng như thay một chút về cái yếu tố phần cứng. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến phần cấu hình của cái sản phẩm Redmi K30 Ultra để xem chiếc điện thoại này thì nó sẽ có những gì nổi bật nhá. Đầu tiên là có một cái điểm cắt giảm so với phiên bản Pro khi bản Pro là chạy cho mình con chip đến từ nhà Qualcomm với đầu là 865. Còn khi mà lên phiên bản Ultra đáng lý ra là chạy 865 Plus nhưng Xiaomi họ đã cắt giảm về phần con chip để giảm giá thành cho chiếc máy này, khiến cho chiếc Redmi K30 Ultra bây giờ của chúng ta chỉ chạy cho mình con chip đó chính là Dimensity 1000 Plus mà thôi. Và với điểm hiệu năng của con Dimensity 1000 Plus thì nó sẽ dao động tầm là 530 đến là hơn 550.000 điểm AnTu. Như vậy nếu chúng ta xét về tương quan số điểm AnTu thì con máy này thì nó sẽ tiệm cận với con chip là 865 đang có trên một số dòng smartphone các bạn ạ, như kiểu là OnePlus, như kiểu là Xiaomi chẳng hạn. Đó, thế nên là hiệu năng của con Dimensity 1000 Plus này thì mình cũng đánh giá nó rất là mạnh chứ không hề giống như kiểu suy nghĩ một số anh em là MediaTek thì hiệu năng yếu và khả năng chơi game kém đâu. Thì mình cũng sẽ chờ đợi con Dimensity 1000 Plus này đang có trên sản phẩm Redmi K30 Ultra về Việt Nam để có thể làm video chia sẻ đến cho anh em. Và với sản phẩm Redmi K30 Ultra thì có một điểm nó cắt giảm hơn so với phiên bản Pro, đó chính là nó chỉ được trang bị viên pin là 4500mAh mà thôi. Nó sẽ cắt giảm 200mAh so với phiên bản Pro mà chúng ta đã cùng nhau trên tay. Và với sản phẩm Redmi K30 Ultra thì nó vẫn được trang bị cho mình cái công nghệ sạc nhanh đó chính là 33W, tương tự như là cái củ sạc hôm trước mình đã đưa cho bạn xem. Và với sản phẩm này thì nó sẽ còn hỗ trợ thêm cái công nghệ sạc nhanh đó chính là Power Delivery để giúp chúng ta có thêm nhiều lựa chọn khi mà sạc cho cái sản phẩm này. Và về phần mức giá thì với sản phẩm Redmi K30 Ultra nó sẽ có một cái mức giá có thể gọi là cực kỳ thơm anh em ạ. Khi Redmi K30 Ultra Dimensity 1000 Plus màn hình 120Hz rồi là AMOLED vân tay dưới màn, pin trâu 4500mAh với phiên bản 6GB cùng với 128GB bên trong thì mức giá của nó chỉ là 1.999 nhân dân tệ mà thôi. Như vậy thì nó sẽ loanh quanh tầm 6.65 triệu đồng tiền Việt. Và mình nghĩ rằng là khi mà xách tay về Việt Nam
thì mức giá của em nó cũng chỉ loanh quanh tầm 7 đến 7,5 triệu, thì mình thấy đây một cái con máy nó cực kỳ là mạnh về phần hiệu năng cho chúng ta lựa chọn. Ngoài ra thì nó còn có một số phiên bản khác. Ở đây là chúng ta sẽ có thêm phiên bản là 8128 này, chúng ta sẽ có phiên bản là 8256 và chúng ta sẽ có phiên bản là 8512GB bộ nhớ trong. Nói chung thì mình thấy là với con Redmi K20 Ultra, chúng ta chỉ việc lựa chọn cho mình cái phiên bản tầm 128 hay là 256GB là đủ rồi. Còn với phiên bản 512 thì mình thấy nó hơi thừa. Và mức giá lần lượt cho các bạn là 7,3 triệu đồng, 8,3 triệu đồng và 9 triệu đồng nhé. Nói chung thì với sản phẩm Redmi K20 Ultra này, nó làm cho mình thực sự ấn tượng về cấu hình và mức giá bán cũng như những gì mà cái điện thoại này mang lại. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm Redmi K30 Ultra và liệu rằng là khi về Việt Nam phân khúc giá loanh quanh tầm là 6,9 hay là hơn 7 triệu đồng thì bạn có lựa chọn sản phẩm này không? Đừng quên để lại cho bọn mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ video của mình xin tạm dừng đây. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích nhé.